Thank you.
Hello, vâng, Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị các bạn. Vâng, một buổi sáng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi mà chúng ta được thức dậy và mỗi một ngày mới rất là tuyệt vời, chúng ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương, đúng không ạ? Và không có lý do gì ngày hôm nay quý vị các bạn đang hiện diện ở live stream này, chúng ta hãy gửi cho nhau những lời chào thân thương nhất đi ạ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những giai điệu âm thanh vô cùng tuyệt vời cho một buổi sáng rất là ý nghĩa. Và không hiểu là mỗi sáng quý vị thường là làm những công việc gì ạ? Đối với Ngọc Bình thì mỗi sáng thì Ngọc Bình thường dành cho mình những thời gian rất là ngắn thôi, có thể là 5-10 phút để lắng nghe những giai điệu, những âm thanh mà mình yêu thích, cũng như là không quên để thưởng thức cho mình một ly trà như thế này. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì quý vị cũng hãy dành cho mình một nơi thật là thoải mái, một nơi thật là thư thái. Và chúng ta cũng không quên hãy dành cho mình một đồ uống mà chúng ta yêu thích, ví dụ như là một tách trà, một tách cà phê. Và nếu có điều mà tuyệt vời hơn nữa thì chúng ta cũng hãy cùng lắng nghe một vài những cái giai điệu, đúng không ạ? Và chúng ta được biết rằng là thái độ của chúng ta cho một ngày như thế nào thì nó quyết định ngày đó nó sẽ tuyệt vời hay không tuyệt vời. Đó là cách nhìn nhận thái độ của mỗi người phải không ạ? Và ngày hôm nay có một trong những điều vô cùng tuyệt vời hơn nữa, đó là Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị từ A đến Z về pháp lý về UST. Có lẽ là rất lâu rồi chúng ta có thể chúng ta cũng chưa thường xuyên được thao tác, được học hoặc hay là chúng ta được biết cách check pháp lý về UST như thế nào. Quý vị các bạn thân mến, như chúng ta được biết rằng là để chúng ta yên tâm tài trợ góp vốn cho một dự án hay là chúng ta mong muốn chúng ta phải có được tất cả những cái kiến thức và những kinh nghiệm, và một trong những điều quan trọng để đánh giá một dự án có tiềm năng, đánh giá một dự án có tốt hay không thì chúng ta có một vài những yếu tố sau đây. Thứ nhất là đầu tiên thì chúng ta hãy quan tâm đến tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp đó. Và cái thứ hai nữa thì chúng qua qua được những cái tầm nhìn đúng không ạ? Thứ hai là qua những cái tầm nhìn về doanh nghiệp, về sứ mệnh của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta có đi được xa hay không. Cái tiếp theo nữa thì chúng ta quan tâm đến pháp lý của doanh nghiệp đó như thế nào, cũng như là về sản phẩm có tiềm năng hay không và có sự cạnh tranh trên thị trường sau này hay không. Và điều quan trọng thì chúng ta cũng quan tâm đến nhà sáng lập của doanh nghiệp đó có đủ tâm tầm tài hội tụ hay không. Và quan trọng nhất là chính chúng ta. Đấy, Ngọc Bình xin nhấn mạnh rằng là quan trọng nhất là chính chúng ta phải tự mình. Chúng ta có thể là check được tất cả những thông tin. Chúng ta lắng nghe tất cả những quý cô chú anh chị đã có rất là nhiều những kiến thức chuyên sâu về UT cũng như là đã đồng hành cùng với UT rất là nhiều năm để chia sẻ cho chúng ta, và chúng ta cũng phải biết cách gì ạ, tự mình có thể kiểm tra kiểm chứng được những điều đó có đúng hay không. Và ngày hôm nay thì Ngọc Bình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta sẽ kiểm tra chuyên sâu về pháp lý như thế nào để từ đó chúng ta một lần nữa chúng ta hãy khẳng định cho mình cũng như là những người mà chúng ta chia sẻ cơ hội nắm giữ cổ phần UT đó là chúng ta đang tài trợ vào một tập đoàn luôn luôn là uy tín, luôn luôn là minh bạch, luôn luôn là rõ ràng và tất cả đều có cơ sở. Chúng ta nói ra là chúng ta đều có cơ sở và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về khoản tài trợ vốn của mình. Vâng, Ngọc Bình đã thấy rất là nhiều các anh chị, các quý cô chú anh chị, các quý vị đã ủng hộ Ngọc Bình trong livestream ngày hôm nay. Vâng, chúng ta không quên hãy chia sẻ giúp cho Ngọc Bình một vài lần trên các hội nhóm cũng như là trên các trang cá nhân của mình. Và quan trọng nữa thì chúng ta muốn lan tỏa giá trị công nghệ UT hay là chúng ta chia sẻ cơ hội này đến nhiều anh chị em, người thân hay là bạn bè chúng ta để sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghệ Giao thông Thông minh, Tập đoàn UT. Hiện nay thì đang chuẩn bị bước sang giai đoạn thứ 15, giai đoạn cuối cùng cho quá trình để chúng ta có thể được tài trợ vốn vào đây. Thì chúng ta hãy chia sẻ live stream, hãy tag tên họ vào đây, đúng không ạ? Vâng, thì Ngọc Bình xin gửi lời chào đến Ngọc Bình xin gửi lời chào đến rất là nhiều quý cô chú anh chị. Vâng, Ngọc Bình xin chào em Nguyễn Sao. Xin chào em Hoàng Nga.
Xin chào em Việt Thân, em Sáu Trần. Xin chào em Hồ Quang Quân. Và xin gửi lời chào em Trương Xuân Lịch. Và xin chào chị Bùi Lý. Xin chào em Bích Hồng. Vâng, em Nguyễn Bảo Khánh, em Phượng Nguyễn, em Tuấn Điệp. À vâng, rất là nhiều quý cô chú chị yêu mến Ngọc Bình rồi. Xin chào em Huyền Trang. Vâng, rất là cảm ơn em Kiều Phượng đã tác tên các nhà tài trợ vốn quan tâm. À, xin chào chị Hà Sơn, xin chào em Hằng Trần, em Lô Giang, đúng không ạ? Em Nguyễn Tuấn Việt, cảm ơn em. Một cái trong những cái âm thanh rất là chill, đúng không ạ? Tiếng nhạc rất là du dương. Hello, anh Tô Vĩ Hùng, đúng không ạ? Xin chào em Đặng Hồng Giang. Vâng, rất là nhiều quý cô chú chị, cảm ơn. Một ngày mới mà chúng ta lại được trò chuyện, lại được gặp gỡ nhau như thế này, vô cùng tuyệt vời, phải không ạ? Và xin chào Trần Kim Quyền. Hello, Nguyễn Hương, chị Nguyễn Hương, đúng không ạ? Em chị Hà Hiền à? Vâng ạ. Lê Nguyên. Đấy, rất nhiều quý cô chú anh chị. Cảm ơn em Đinh Công Toản. Và rất lâu lắm rồi mới gặp em Đinh Công Toản, đúng không ạ? Xin chào em đẹp trai từ bé. Ok, một cái link rất hay, đúng không ạ? Đẹp trai từ bé, có lẽ là lớn không biết còn đẹp trai hay không. Vâng, đẹp trai từ bé rất hay đấy ạ. Vâng, có lẽ Ngọc Bình cũng có khi cũng phải đổi tên của Nguyễn Ngọc Bình, đổi sang là đẹp trai từ bé. Giống như em có cái link đẹp trai từ bé. Xin chào Trần Quốc Toản. Vâng, cũng rất là hay. Cảm ơn em rất là nhiều quý cô chú chị rồi. Xin chào Ngô Minh Tú. Xin chào em Vi Văn Quân à. Vâng, xin chào Hà Thị Nhâm. Xin chào anh Quốc Hải. Vâng, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, Ngọc Bình mến chào tất cả quý cô chú anh chị đã và đang ủng hộ Ngọc Bình trong live stream này rất là nhiều. Vâng, chúng ta có nghe rõ âm thanh hình ảnh thế nào ạ? À, Ngọc Bình có để nhạc quá to không ạ? Nếu chúng ta thấy Ngọc Bình để nhạc quá to thì chúng ta có thể comment cho Ngọc Bình đi ạ. Để Ngọc Bình biết rằng là chúng ta vẫn vừa lắng nghe và cũng có một chút nhạc du dương. Nhưng không quá ảnh hưởng nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nghe rõ, chúng ta comment cho Ngọc Bình con số 3 đúng không ạ? Để chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay rất là quan trọng về pháp lý UT như thế nào. Thì nếu quý vị các bạn tiện thì hãy cầm cho mình một cuốn sổ và một cây bút. Vâng, chúng ta nói gì ạ? Một trí nhớ tốt không bằng một gì ạ? Một mẩu bút chì cùn. Như vậy thì sao ạ? Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ hay một cây bút để chúng ta ghi chép lại tất cả những gì mà ngày hôm nay Ngọc Bình chia sẻ. Để từ đó chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể thao tác để chúng ta tự tin chia sẻ lại cho đối tác của chúng ta, cũng như là chúng ta chia sẻ lại cho những ai quan tâm về dự án UT, về pháp lý UT minh bạch rõ ràng như thế nào. Đúng không ạ? Vâng, rất là nhiều anh chị em. Chúng ta nghe rõ thì chúng ta comment cho Ngọc Bình con số 3 nhé. Tiếng nhạc có ảnh hưởng quá lớn không ạ? Và rất là cảm ơn em Đặng Hồng Giang đã tác tên các nhà đầu tư của mình vào đây, những người quan tâm. Vâng, hello em Cường Huyền Đạt Kiệt. Ok. Ok, chúng ta sẵn sàng con số 68 rồi. Và ngay bây giờ thì Ngọc Bình sẽ chia sẻ với quý vị. Vâng, quý vị các bạn thân mến, về pháp lý UT như thế nào thì đầu tiên thì chúng ta hãy quan tâm là cái khoản đầu tư của mình có đúng nơi, đúng chỗ hay không, đúng không ạ? À, trong quá trình mà chúng ta chia sẻ cho cơ hội này đến nhiều quý nhà tài trợ thì chúng ta thường có được những cái câu hỏi. Trong quá trình chúng ta chia sẻ cơ hội với quý nhà đầu tư thì chúng ta thường hay có được lắng nghe những câu hỏi như thế nào? Thì Ngọc Bình thì hiện nay đang bước sang năm thứ 5 đồng hành cùng với quỹ Skywork Community, cũng như là thường xuyên lắm bắt những thông tin về tập đoàn UT và cập nhật thông tin trên các kênh sóng, live stream cũng như là YouTube cho tất cả quý cô chú anh chị, các quý vị. Và câu hỏi thì Ngọc Bình thường gặp rất là nhiều, ví dụ như là tôi đầu tư vào đây như thế nào cho đúng, phải không ạ? Đây là một câu hỏi Ngọc Bình thấy là rất là chính đáng. Và có những câu hỏi rằng là một tập đoàn lớn như vậy mà tại sao lại cho chúng ta những cái cơ hội để góp vốn, tài trợ vào và sở hữu cổ phần của tập đoàn này với những cái số vốn rất là nhỏ, đúng không ạ? Với những số vốn tối thiểu là $50 thôi, 1,2 triệu mà chúng ta có thể sở hữu cổ phần này. Đó đây là những câu hỏi vô cùng là
đúng đắn và cũng là cái sự quan tâm chính đáng của rất là nhiều quý nhà tài trợ vốn. Ngọc Bình cũng vậy, trước khi biết đến cơ hội này thì Ngọc Bình cũng đặt ra cho mình câu hỏi là tôi đầu tư vào đây có đúng hay không. Và một trong những cái chia sẻ Ngọc Bình thường nói với quý vị và các bạn rằng là nếu chúng ta đầu tư vào một dự án mà chúng ta không biết tiền của chúng ta đi về đâu và chúng ta có đúng hay không ấy, thì đây là một cái điều vô cùng là nguy hiểm nếu như chúng ta không biết là cái khoản tiền của chúng ta đi về đâu và làm những gì. Và chúng ta dễ bị sa chân vào những cái cạm bẫy tài chính nếu như chúng ta không biết được điều này. Vâng, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta đầu tư có đúng hay không. Thì đầu tiên là quý vị được biết rằng là gì? Hiện nay chúng ta đang tài trợ vốn cho công nghệ UST để sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông thông minh hay là công nghệ đường ray dây. Và chúng ta được gì ạ? Được tài trợ vốn qua hình thức là hợp đồng vay chuyển đổi. Đấy, chúng ta hình dung là hợp đồng vay chuyển đổi. Và cái tiếp theo là nhờ gọi vốn cộng đồng. Đây là một cái điều chúng ta lưu ý rằng là nhờ có gọi vốn cộng đồng thì chúng ta mới được tài trợ vốn để sở hữu cổ phần tập đoàn công nghệ giao thông thông minh này. Vâng, gọi vốn cộng đồng là gì? Thì chúng ta cũng đã biết rằng là gọi vốn cộng đồng có nghĩa là chủ dự án trình bày được những cái ý tưởng, những phát minh của mình trên nền tảng Internet. Đấy, chúng ta hình dung ạ. Cái từ khóa quan trọng ở đây là gì ạ? Đó là nền tảng Internet. Nên là chính vì vậy chúng ta tài trợ vốn qua thông qua quỹ Skyward Community, đó là quỹ gọi vốn cộng đồng, và tất cả những cái khoản tài trợ của chúng ta thì đều được mở trên Internet đó, vì gọi vốn cộng đồng là chủ dự án trình bày các ý tưởng của mình, những phát minh khoa học của mình trên nền tảng Internet, và từ đó thì cho tất cả chúng ta những cơ hội, những ai quan tâm tài trợ vốn chúng ta thấy à, ý tưởng của ngài Anatoly Zhivkov rất là hay, nó sẽ tạo ra những cái giá trị cho xã hội rất là lớn. Ví dụ như là khi mà công nghệ UT ra đời thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề không còn tai nạn giao thông nữa, và nó sẽ giúp cho trái đất này trở nên trong lành hơn, và gì ạ, nó không còn những cái cảnh tắc đường nữa, vì chúng ta được biết là công nghệ giao thông UT đó là gì ạ, là sử dụng trí tuệ nhân tạo, nên chính vì vậy nó sẽ không gây tai nạn giao thông, cũng như là nó không sử dụng bằng xăng dầu, nó sử dụng bằng năng lượng sạch, năng lượng xanh đấy, năng lượng tái tạo, năng lượng điện mặt trời, năng lượng điện gió. Như vậy thì nó không phát thải ra khí độc hại cho môi trường. Và điều tiếp theo thì nó một mình nó trên cao, đó là giao thông cấp 2. Đó, giao thông cấp 2 một mình nó trên cao như vậy thì nó sẽ tránh được cái việc là tắc đường. Đó là những yếu tố chính để chúng ta có thể quan tâm, chúng ta thấy à, đây công nghệ này rất là tiềm năng, rất là tuyệt vời, và tôi ủng hộ ý tưởng ngài Alatoly Zhivkov, thì tôi tài trợ vốn thông qua hình thức là hợp đồng vay chuyển đổi và qua quỹ gọi vốn cộng đồng, đó là Skyward Community, thì tôi tài trợ vào và tôi được gì ạ, sở hữu cổ phần trong tập đoàn này đó. Đấy là, và hợp đồng vay chuyển đổi thì nhà đầu tư luôn luôn là đóng lắm đằng chui. Đấy, quý vị hình dung vậy thì điều đầu tiên là chúng ta hãy trả lời cho mình một câu hỏi rằng là tại sao, đúng không ạ, một tập đoàn lớn như vậy mà chúng ta lại được sở hữu, đó là gì, là tập đoàn đã sử dụng hình thức gọi vốn cộng đồng. Trước kia thì tập đoàn Invisky cũng đã đi tìm kiếm những cái cơ hội, tức là những cái nguồn vốn từ những cái tổ chức lớn, những cái quỹ lớn. Và những cái giai đoạn sơ khai thì cũng có những cái quỹ như là quỹ Hòa bình Liên Xô, rồi rất là những cái quỹ của Liên Hợp Quốc cũng đã tài trợ. Nhưng tuy nhiên trong cái quá trình mà đi tìm kiếm những cái nguồn vốn, những nhà tài trợ lớn ấy, thì họ cũng có những cái mong muốn, họ cũng không, chúng ta nói rằng gì ạ, họ mong muốn là họ tài trợ nhưng họ muốn lấy đi những cái sở hữu trí tuệ ngày ski. Và qua 7 lần bị các đối tác, có thể là chúng ta nói rằng là những cái đối tác có thể lừa gạt ngày ski. Và ngài Zuki đã phải bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ cho đến ngày hôm nay, và không mong muốn điều này xảy ra thì ngài đã sử dụng cái hình thức kêu gọi vốn cộng đồng. Và có một câu thì chúng ta luôn luôn lưu ý rằng là gì ạ, ngài Zuki nói rằng là tôi không muốn là người giàu cứ giàu mãi, chính vì vậy thì tôi chia sẻ cơ hội này đến cho tất cả những người dân trên toàn thế giới và mong muốn, đúng không ạ, có được cái cơ hội để sở hữu cổ phần này, và thông qua hình thức gọi là crowdfunding, gọi vốn cộng đồng, đúng không ạ. Và Ngọc Bình xin nhắc lại là gì ạ? Gọi vốn cộng đồng, chúng ta có cái từ khóa quan trọng là tất cả những ý tưởng, dự án trình bày trên nền tảng Internet, và chúng ta quan tâm, tất cả chúng ta quan tâm, có số vốn nhỏ thôi, chúng ta cũng có thể là tài trợ vốn. Chúng ta đang đóng vai trò là gì ạ? Nhà tài trợ vốn, và chúng ta được sở hữu cổ phần tập đoàn Invisky thông qua hình thức hợp đồng vay chuyển đổi. Chúng ta hình dung như vậy. Và chắc chắn rồi, cái điều này thì vô cùng là gì ạ? Crowdfunding là hợp pháp, hợp tình trên tất cả các quốc gia. Và cái crowdfunding thì đặc biệt hơn là năm 2012, nhờ một cái đạo luật drop của Tổng thống Mỹ hồi đó là Barack Obama đã ban hành, nên chính vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Vâng, đó là câu chuyện về gọi vốn cộng đồng và tại sao chúng ta được tài trợ vốn vào công nghệ này. Đó là câu đầu tiên, đúng không ạ?
Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trả lời cho một câu hỏi tiếp theo. Đó là gì? Và tôi kiểm tra cái khoản đầu tư của tôi tài trợ như thế nào là đúng. Và cái quỹ Skyway Capital trước kia đấy, nay là Skywalk Community, có đúng là cái quỹ gọi vốn cho tập đoàn hay không? Đúng không ạ? Chúng ta biết là chúng ta tài trợ qua quỹ này, nhưng cái quỹ này có đúng hay không? Đó, đấy là một cái trong những câu hỏi vô cùng quan trọng. Vâng, thì Ngọc Bình sẽ đi chia sẻ cho quý vị. Thứ nhất là gì ạ? Chúng ta hãy đến với cái việc là gì? Chúng ta hãy đến với việc là quỹ của chúng ta có đúng là quỹ gọi vốn cho tập đoàn hay không? Thì quý vị luôn luôn lưu ý cho Ngọc Bình rằng là gì ạ? Chúng ta hãy vào Wikipedia. Vâng, Ngọc Bình sẽ đi rất là chậm cho chúng ta để chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là vừa nghe, vừa có thể là thực hành. Chúng ta hãy vào Wikipedia cho Ngọc Bình, đúng không ạ? Và Wikipedia như Ngọc Bình thường nói rằng là gì ạ? Đây là một trang bách khoa toàn thư mở. Và chúng ta tra cứu những thông tin trên này thì đều có rõ ràng nguồn gốc xuất xứ rất là minh bạch và được kiểm chứng, kiểm nguồn. Nên chính vì vậy những thông tin trên này là rất là tin cậy. Thì trên mục tìm kiếm của Wikipedia thì chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình chữ Skyway, đúng không ạ? Skyway Group. Vâng, thì chúng ta hãy tìm kiếm. Và ngay lập tức thì chúng ta có thông tin về tập đoàn Skyway Group. Và cái tên trước kia, quý vị lưu ý rằng là cái tên trước kia là Skyway. Và ngày hôm nay nó đã tái thiết thương hiệu rồi, nó không còn cái tên đấy nữa. Nó là gì ạ? Tập đoàn Unisky. Đó, chúng ta thấy, hoặc là công ty kỹ thuật của chúng ta là Unisky Trinh Technology. Và vì sao chúng ta tái thiết thương hiệu? Vì chúng ta đang chuẩn bị bước sang thị trường thương mại. Chúng ta đang gì ạ? Đang dần dần chuyển mình, nên là chúng ta phải tái thiết thương hiệu. Vì vậy là chúng ta thấy Unisky Group đó là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực về hệ thống giao thông trên cao. Hay là chúng ta gọi là gì ạ? Công nghệ đường ray dây đấy. Và quý vị quan trọng ở đây chúng ta thấy không ạ? Để mà tìm được những thông tin chính xác, chuẩn nguồn thì chúng ta thấy ở trên trang Wikipedia về tập đoàn Unisky Group. Đó, chúng ta thấy không ạ? Có những website chúng ta quan tâm đó là gì ạ? Unisky.com. Đó là website về công ty công nghệ. Website thứ hai là gì ạ? Unisky.engineer. Vâng, chúng ta hãy vào trang Unisky.engineer. Và đây là gì ạ? Đây là website của nhà sáng lập. Và chúng ta được biết đó là gì? Đó là ngài Anatoly Zinsky, nhà sáng lập của chúng ta. Và đây là gì ạ? Website của nhà sáng lập Anatoly Zinsky là một kỹ sư, chúng ta thấy, và là tác giả và là nhà thiết kế chung của hệ thống vận tải chuỗi. Ngày nay thì công nghệ đột phá này đã được thể hiện ở trong các tổ hợp hạ tầng vận tải Unisky Trinh Technology. Đó, tức là tất cả những cái sở hữu trí tuệ ngài Zinsky đã chuyển xuống cho thành lập cho công ty mẹ, đó là Global Transport Investment, đó là GTI đấy ạ. Và trong GTI thì chúng ta có những cái công ty kỹ thuật, đó là gì ạ? Công ty Unisky Trinh Technology và những công ty gọi vốn rất là rõ ràng như vậy. Và ngày hôm nay thì sao ạ? Ngày hôm nay thì công nghệ đột phá được thể hiện trong các tổ hợp cơ sở tầng vận tải Unisky Trinh Technology với các nhóm công ty do tôi lãnh đạo đã thâm nhập thị trường thế giới. Các giải pháp được đặt ra trên cơ sở hệ thống chuỗi tiềm năng và biến đổi toàn cầu, hình thành nên nền tảng sự phát triển an toàn hài hòa của nền văn minh trong dài hạn. Đấy, chúng ta thấy. Và chúng ta được biết rằng ngài Anatoly Zinsky là gì ạ? Tác giả của hơn 200 các phát minh khoa học, hơn 20 sách chuyên khảo và 200 những cái công trình khoa học khác nhau, và có 40 các cái văn bằng quốc tế. Đấy, chúng ta thấy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và chúng ta quay trở lại nội dung chính là gì? Đó là chúng ta đi tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi là tôi tài trợ vào đây như thế nào cho đúng. Thì đầu tiên chúng ta hãy vào mục tìm kiếm đây cho Ngọc Bình này. Đó, chúng ta hãy vào mục tìm kiếm đây ạ. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta có thấy cái hình kính lúp đây ạ. Kính lúp đây là mục tìm kiếm. Vâng, kính lúp đây là mục tìm kiếm. Chúng ta hãy vào mục tìm kiếm. Chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình chữ gì ạ? Skyway Capital, đúng không ạ? Và xin nhắc lại rằng là Skyway Capital là trước kia cái tên công ty quỹ gọi vốn của chúng ta, nay là đã tái thiết là thành là gì ạ? Skywalk Community. Nhưng tất cả những thông tin thì đương nhiên vẫn phải lưu trữ là gì ạ? Skyway Capital. Trên mục thanh tìm kiếm chúng ta hãy gì ạ? Hãy gõ chữ Skyway Capital và chúng ta hãy tìm kiếm. Đúng không ạ? Chúng ta hãy tìm kiếm. Đấy, chúng ta hãy tìm kiếm cái thông tin này. Vâng, khi mà chúng ta tìm kiếm Skyway Capital thì ngay lập tức chúng ta sẽ có trên trang chính của ngài Anatoly Zinsky có một cái thông tin vô cùng là tuyệt vời. Và chúng ta được biết rằng là gì ạ? Ngài Zinsky đã công bố
vào ngày đây chúng ta đấy, ngày 24 tháng 2 năm 2015, đó là gì? Khai trương công ty đối tác Skyway Capital, nay là Skywalk Community đấy. Chúng ta thấy khi mà nhà sáng lập, đó là trên website chính của nhà sáng lập, ngài Anatoly Zhukin đã công khai công bố hợp tác với cái quỹ gọi vốn, thì đương nhiên rồi, thì đây là một cái thông tin chính xác cho chúng ta khi mà chúng ta góp vốn tài trợ cho công nghệ này thông qua quỹ Skyway Capital trước kia, nay là Skywalk Community, là hoàn toàn có thể là yên tâm, phải không ạ? Điều này rất là rõ ràng. Và nhóm công ty Skyway, tức là cái tên cũ nhé, mình xin nhắc lại, Skyway tên cũ hiện nay là Skywalk Community. Và nhóm công ty Skyway thông báo mở đối tác chính thức trong hệ thống tiến hành đầu tư. Và Skyway Capital là một nhà đầu tư lớn nhằm mục đích hợp tác lâu dài với nhóm công ty. Mục tiêu chính là gì ạ? Để thu hút các khoản đầu tư để xây dựng địa điểm thử nghiệm nơi có 3 loại hình vận tải đường dây sẽ được trình diễn và chứng nhận, như loại đô thị, vận tải hàng hóa và vận tải cao tốc. Và trước kia theo cái lộ trình của tập đoàn thì chúng ta chỉ xây dựng khu trung tâm tại Beirut thôi, Eco Technopark 36A ấy. Và sau này thì chúng ta mới phát sinh cái khu trung tâm tại Sara 28A. Như vậy thì cái lộ trình đầu tiên là chúng ta chỉ cần nguồn vốn để gì? Để xây dựng khu trung tâm thử nghiệm tại Eco Technopark 36A ở Beirut ấy, để thử nghiệm các loại hình vận tải. Vâng, thì chúng ta gì ạ? Đối với các cổ đông, thông tin được cập nhật chính xác, được công bố trên web Skyway Capital. Đấy, chúng ta hãy cập nhật. Chúng ta hãy cập nhật những thông tin chính xác trên trang Skyway Capital, này là Skywalk Community đấy, thì hoàn toàn là những thông tin chuẩn. Và trên những website chính của công ty nữa. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta có ưu đãi đặc biệt này, và tin tức mới nhất này, thông tin về các giai đoạn phát triển, cũng như là trả lời cho các câu hỏi, và chúng ta có thể được support với các support của công ty. Và như vậy chúng ta hình dung, và trên đây để lại website, đúng không ạ? Chúng ta thấy website đây này, rất là rõ, Ngọc Bình sẽ bôi đen để chúng ta thấy, đúng không ạ? Đây chúng ta thấy không ạ? Trang web của công ty đối tác đó, thì tất cả các nhà tài trợ vốn khi mà chúng ta mở tài khoản hay là chúng ta đều có được gì ạ? Thông qua website này, và chúng ta đều có thể đăng nhập tài khoản của chúng ta thông qua website chính thức này được công bố trên trang web của ngài Anatoly Zhukin. Và đây chúng ta có gì ạ? Website http://skyway.capital, và đây là website chúng ta thường xuyên đăng nhập. Cái tiếp theo gì ạ? Chúng ta thấy có một website là gì ạ? http://rfvsystem.com. Đây là một cái website, cái quỹ đầu tiên gọi vốn, cũng là một cái quỹ gọi vốn cho tập đoàn, nhưng cái quỹ này đã hoàn thành rồi. Chúng ta hiện nay thì chúng ta thông qua cái quỹ http này 2.skywaycapital. Và để chứng minh rằng là chúng ta có ok không, có chuẩn hay không, thì chúng ta hãy tích vào đây. Đấy quý vị thấy không ạ? Như vậy thì khi mà chúng ta tích vào đường link trong website mà trên trang web của ngài Zuki, thì chúng ta thấy một cái giao diện này, thì giao diện của công ty quỹ đấy trước kia đây ạ, chúng ta thấy không ạ? Skyway Capital đây ạ, đây là gì ạ? Skywalk Community, là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và để chúng ta đã có được tài khoản rồi, thì chúng ta hãy bấm vào đăng nhập như thế này. Thì đương nhiên khi mà chúng ta đăng nhập thì đây là một cái hộp thoại vô cùng là quen thuộc, đúng không ạ? Chúng ta đăng nhập đây, chúng ta điền email, mật khẩu tài khoản chúng ta mở vào đây, rồi chúng ta tích vào tôi không phải người máy mà chúng ta đăng nhập, thì tất cả nó đều là ok, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta có thể bấm vào đăng ký như thế này, thì nó sẽ lên được gì ạ? Nó lên được một cái hộp thoại đăng ký cho chúng ta. Và đây một cái điều mà Ngọc Bình xin trả lời rằng là gì ạ? Nếu như chúng ta không muốn tài trợ vốn qua một người chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký trong văn phòng cá nhân này bằng cách là chúng ta tự mình đăng ký. Tuy nhiên là khi mà chúng ta tự mình đăng ký thì chúng ta phải tự mày mò, chúng ta chưa có kinh nghiệm thì rất có thể dẫn đến chúng ta đăng ký bị sai, và chúng ta không được cập nhật những thông tin thì những người chia sẻ. Chính vì vậy thì quý vị có thể là có hai quyền lựa chọn: một là chúng ta tự mình đăng ký ở trong cái website chính thức như thế này, hai là chúng ta sẽ thông qua những người chia sẻ cơ hội cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ được giúp đỡ để đăng ký làm sao là nó chuẩn nhất, vì nó còn liên quan đến những cái thông tin, rồi là KYC, tức là xác minh danh tính của chúng ta đấy, thì cho nó chuẩn. Thì sau này nó liên quan đến vấn đề gì? Nó liên quan vấn đề là giấy chứng nhận cổ phần. Đó, đây thì tùy cái sự lựa chọn của chúng ta.
Nhưng đối với Ngọc Bình thì Ngọc Bình nghĩ rằng là chúng ta nên lựa chọn rằng là hãy thông qua những người chia sẻ chúng ta. Thứ nhất là gì ạ? Để chúng ta được hướng dẫn làm chuẩn hơn. Cái thứ hai chúng ta được đi cùng nhau, có đội nhóm, chúng ta được cập nhật thông tin hàng ngày. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Còn chúng ta tự mình đăng ký trong văn phòng cá nhân như thế này cũng được, nhưng chúng ta phải tự mình mày mò tất cả những thông tin, đúng không ạ? Đó, đó thì cách mà chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm. Và như vậy là cái câu đầu tiên thì Ngọc Bình đã trả lời cho quý vị các bạn cũng như là rất là nhiều quý tài trợ vốn là tôi đầu tư như thế này vào website này có đúng hay không, thì chúng ta đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Chúng ta đã yên tâm ạ. Nếu mà chúng ta thấy yên tâm chúng ta comment cho Ngọc Bình con số 1 đi ạ. Vâng. Chúng ta comment cho Ngọc Bình con số 1 đi ạ. Đó, đúng ạ. Thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm là chúng ta đã tài trợ đúng cho công nghệ của chúng ta thông qua quỹ Skyway Capital trước kia, nay là Skywork Community. Ok, chúng ta rõ ràng rồi đúng không ạ? Rất là yên tâm. Đúng rồi ạ, chúng ta đấy, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình thao tác. Ngọc Bình xin nói lại rằng là gì ạ? Trên website của nhà sáng lập ngài Anatoly Zhukin đã công bố gì ạ? Đã công bố khai trương công ty đối tác, đây là công ty Skyway Capital trước kia, nay là Skywork Community, là công ty gọi vốn cho tập đoàn. Chính như vậy là chúng ta tài trợ qua cái quỹ này là hoàn toàn chính xác. Và đây là cái sơ đồ đúng không ạ? Đây là sơ đồ chúng ta phải biết rằng là tiền đúng không ạ? Cái câu thứ hai là chúng ta được biết là việc đầu tư của chúng ta diễn ra như thế nào. Đó, tiền của chúng ta đi về đâu. Thì ở đây chúng ta được thấy đây ạ, chúng ta là nhà đầu tư. Đấy, chúng ta nhà đầu tư đây này. Đấy, chúng ta đây là nhà đầu tư này. Nhà đầu tư thì sao ạ? Nhà đầu tư của thì chúng ta là cá nhân. Đấy, chúng ta thấy cái công nghệ này hay, tiềm năng thì chúng ta là gì ạ? Chúng ta tài trợ vốn cho công nghệ này qua hợp đồng vay chuyển đổi đấy. Thì chúng ta gọi là gì ạ? Nhà đầu tư. Và gì ạ? Nhà đầu tư này sẽ chuyển tiền và ký kết hợp đồng vay chuyển đổi. Và chúng ta được biết đây là SWI Inc. Đây là gì? Đó là chủ sở hữu cái sàn gọi vốn cộng đồng crowdfunding. Và chúng ta hình dung đây là giống như là công ty mẹ, công ty con ấy. Thì cái SWI Inc. này nó là công ty mẹ, nó là gì ạ? Nó là cái chủ sở hữu cái sàn gọi vốn cộng đồng. Chúng ta hình dung ạ. Và trong cái công ty SWI Inc. này thì chúng ta có cái gì? Cái công ty con đó là RSH3. Đó là công ty Skyway Capital đấy. Skyway Capital trước kia đấy, nay là Skywalk Community đấy. Thì nó là gì ạ? Eurosunrail đấy ạ. Chúng ta thấy không ạ? Đó là công ty gì ạ? Eurosunrail Skyway Systems Holding 3 Limited. Là đây là cái công ty nắm giữ cổ phần GTI đấy. Công ty mẹ đấy, được chưa ạ? Và tiền của chúng ta khi mà thông qua cái chủ sở hữu sàn crowdfunding này thì đây thì chúng ta gì chuyển tiền thẳng về công ty mẹ là GTI để phát triển, để thử nghiệm xây dựng những cái nhà máy, khu sản xuất ở Beirut cũng như là hiện nay là tại Sharm đó. Và gì ạ, chúng ta có một cái công ty gì ạ, công ty Ulithkai Corporation, đó là gì ạ, đó là công ty được lập ra và chuyển vốn điều lệ được định giá là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn xuống công ty mẹ. Đây là công ty quản lý đó, công ty quản lý cho ngài Zuki. Và gì ạ, chúng ta thấy kiểm tra những cái thông tin của nhà đầu tư đó, và công ty Unica Corporation này đã chuyển 36,67% cổ phần của GTI dưới dạng vốn điều lệ cho RS3. Chúng ta được hình dung rằng Ulithkai Corporation này nó giống như là một công ty trung gian đấy, công ty gọi là công chứng ấy. Chúng ta hình dung là công ty quản lý cho cái quyền sở hữu trí tuệ của ngài Zuki ấy, thì họ sẽ chứng thực rằng là gì, họ chuyển 36,67% cổ phần của công ty mẹ là GTI xuống cho công ty RSH3, và chúng ta đang nắm giữ gì ạ, cổ phần trong RSH3 đấy. Chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ? Rất là rõ. Thì chúng ta thấy rằng là gì, tiền của chúng ta đi về đâu đó, thì tiền chúng ta thông qua quỹ gọi vốn cộng đồng, và gì ạ, chúng ta sẽ toàn bộ số tiền chúng ta chuyển về công ty mẹ để làm gì ạ, để sản xuất, để phát triển công nghệ đường dây, và để gì ạ, để thử nghiệm và xúc tiến thương mại. Sau đó gì ạ, công ty Ulica Corporation này nó là một cái công ty giống như công ty trung gian, công ty công chứng cho chúng ta cái quyền gì ạ, quyền sở hữu của công ty mẹ GTI xuống cho RS3 đó. Đây là cái khoản ok đúng không ạ? Rất là rõ như vậy quý vị nhá. Đó thì tiền của chúng ta phải đi về đâu là chúng ta hình dung như vậy đó, ok nhá. Vâng, thế thì đấy là cái đầu tiên là chúng ta đã trả lời cho mình là việc là gì, chúng ta đầu tư là đúng rồi đã, và thứ hai là chúng ta biết tiền của chúng ta đi về đâu rồi đã đúng không ạ? Tiền của chúng ta về để gì, để cho công ty mẹ để sản xuất, rồi là gì, sản xuất những con tàu, nhà ga, những tuyến đường để thử nghiệm 36A ở Ecotec Park cũng như là gì ạ, 28A ở
Sarah. Đó, ok. Đó là câu đầu tiên. Cái tiếp theo gì ạ? Cái tiếp theo thì chúng ta có một cái câu hỏi rằng là ai là người bảo vệ cho chúng ta, đúng không ạ? Ai là người bảo vệ khi mà chúng ta đầu tư và chúng ta kiểm tra kiểm chứng như thế nào? Thì đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay, đúng không ạ? Chúng ta hay gặp phải. Chúng ta hay gặp phải ai là người bảo vệ cho chúng ta? Và đương nhiên rồi thì trong cái lĩnh vực đầu tư, cái điều đầu tiên của mình xin khẳng định rằng là chúng ta phải là những người đầu tiên là bảo vệ cho chính chúng ta đã. Đúng chưa ạ? Và trong lĩnh vực đầu tư thì bất kể lĩnh vực gì cũng vậy, đều có những rủi ro. Đấy, Ngọc Bình khẳng định với nhau như vậy. Nhưng rủi ro ở đây là gì? Rủi ro ở đây là nếu như chúng ta không có kiến thức, nếu như chúng ta không có thông tin thì cái rủi ro nó rất là lớn. Cái rủi ro đầu tiên là gì? Lại là chính cái tư duy kiến thức của chúng ta. Đây là cái vấn đề, nó là ai là người bảo vệ. Ví dụ như Ngọc Bình nói một cái điều đơn giản là các bạn có tìm đâu ra được những người mà gọi là gì ạ? Gọi là tôi đầu tư vào đây là thắng 100% ạ. Nếu như chúng ta đang theo dõi livestream mà có một cái khoản đầu tư nào mà gọi là chắc thắng 100% thì quý vị có thể là inbox giới thiệu cho Ngọc Bình nhé, đúng không ạ? Vâng, không có đâu ạ, đúng không ạ? Chúng ta nói đã đầu tư thì đương nhiên phải là gì ạ? Phải rủi ro. Đương nhiên là vậy. Ngay cả việc gì ạ? Chúng ta như là ngoài kia cũng rất là nhiều những cái lĩnh vực khác, như là cấy hái mùa màng đôi khi cũng còn phải gì ạ? Đôi khi phải sâu bệnh, rồi là thiên tai cũng rủi ro, rồi là chăn nuôi đôi khi là đến lúc mà chuẩn bị được bán rồi cũng dịch bệnh cũng rủi ro, đúng không ạ? Hay là chúng ta đi học 12 năm, chúng ta học đại học xong, nếu chúng ta gì, chúng ta không có việc làm, chúng ta thất nghiệp cũng là dạng rủi ro. Đấy, nên là không ai có thể nói rằng là cái cuộc sống không có rủi ro cả. Và đầu tư cũng vậy thôi. Đầu tư cũng vậy, đương nhiên phải có rủi ro. Nhưng quan trọng chúng ta có kiến thức, chúng ta có gì, có kinh nghiệm, chúng ta đánh giá được dự án thì cái rủi ro sẽ giảm đi rất là nhiều. Và một trong những cái công nghệ UST ở đây thì Ngọc Bình đã đánh giá thì nó cái độ rủi ro đã giảm đi rất là nhiều rồi. Thứ nhất là vừa rồi chúng ta đã khẳng định với nhau là chúng ta gì, đầu tư là đã chính xác rồi đã. Đây là cái việc là chúng ta đầu tư vào đúng công ty làm việc thật, làm thật, người thật, việc thật. Đó là chúng ta đã giảm thiểu rủi ro rất là lớn rồi đã. Cái điều thứ hai là gì ạ? Điều thứ hai thì cái khoản tiền của chúng ta đã về đúng nơi đúng chỗ và hiện nay nó đã có những sản phẩm rõ ràng rồi, thực tế, và đã có những hợp đồng thương mại rồi. Thì đương nhiên cái rủi ro càng giảm xuống. Và có hai cái rủi ro chúng ta cần phải đánh giá. Thứ nhất là về mặt quy trình công nghệ thì chúng ta đã gì? Chúng ta đã giảm thiểu xuống rất là nhiều, gần như bằng không rồi, vì chúng ta đã đóng gói được quy trình công nghệ. Đó, cái thứ hai là gì ạ? Khi mà sản phẩm ra có được thị trường đón nhận hay không? Thì hiện nay thì sản phẩm của chúng ta đó là một trong những sản phẩm đi đầu trong lĩnh vực về giao thông thông minh, thân thiện môi trường, chi phí lại thấp và cái hàm lượng, cái sở hữu trí tuệ, cái hàm lượng khoa học trong đó, cái chất xám trong nó rất là khó, độ khó cao ấy. Thì chúng ta luôn đi trước rất là nhiều và chúng ta đang đi đầu trong lĩnh vực về giao thông thông minh. Và các quốc gia đón nhận, các chính phủ đón nhận, đó chúng ta thấy rằng đây là hai cái dạng mà chúng ta đã giảm thiểu xuống rồi. Đó, ok đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ được phân tích chia sẻ rằng là gì ạ? Chúng ta được BVI FFC, nhá, quý vị nhá, chúng ta được BVI FFC, đó là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin Anh đang giám sát cái quá trình gọi vốn của quỹ. Đó, chúng ta thấy. Ngọc Bình xin nhắc lại gì ạ? Chúng ta được BVI FFC, đó là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin Anh. Và BVI FFC là gì thì chúng ta hãy cùng vào Google, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng vào Google, chúng ta hãy gọi là BVI FFC là gì? Đây chúng ta thấy không ạ? BVI FFC đó là gì ạ? Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin thuộc Anh. Và chúng ta lưu ý rằng đây là gì ạ? Là cơ quan của chính phủ, đúng không ạ? Đây là một trong những cơ quan của chính phủ rất là quan trọng, đúng không ạ? BVI FFC nhá, chúng ta thấy là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin thuộc Anh. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong website này về chức năng của BVI FFC như thế nào. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Chúng ta hãy tìm hiểu về chức năng này. Đây, chức năng của BVI FFC. Sau đó thì Ngọc Bình sẽ check cho chúng ta là Eurosurrey Skyway System Holding 3 được đăng ký ở đây như thế nào. Đây là chức năng chúng ta thấy không ạ? Chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của FSC đó là bảo vệ người tiêu dùng. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đây này, chức năng đầu tiên này, bảo vệ người tiêu dùng bằng cách là đảm bảo tất cả các công ty và cá nhân, đúng không ạ? Và không biết là quý vị còn nhìn thấy màn hình Ngọc Bình chia sẻ không ạ? Quý vị còn nhìn thấy màn hình Ngọc Bình chia sẻ không ạ? Vẫn nhìn thấy đúng không ạ quý vị? Ok. Đó thì chúng ta thấy rằng gì ạ? Nhiệm vụ cốt lõi của BVIFC đó là bảo vệ người tiêu dùng bằng cách đảm bảo tất cả các công ty và cá nhân. Đấy, chúng ta
nói rằng là công ty và cá nhân được ủy quyền cung cấp dịch vụ trong và ngoài BVI đều có năng lực và tài chính lành mạnh. Cái điều đầu tiên chúng ta được bảo vệ, đúng không ạ? Bởi BVIFC. Những cái công ty mà đăng ký dưới này thì phải có gì ạ? Năng lực về tài chính, phải lành mạnh, phải rõ ràng, phải minh bạch. Cái thứ hai chúng ta thấy nhiệm vụ thứ hai đây này. Giám sát các hoạt động của gì ạ? Quản lý, đúng không ạ? Giám sát hoạt động được quản lý và xúi dục theo đuổi các hành động cưỡng chế đối với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào vi phạm. Có nghĩa là vi phạm luật tài chính BVIFC là bị gì ạ? Bị ngừng và cưỡng chế và phạt. Đấy, đó rất là rõ ràng. Và một trong những cái chức năng rất là rõ là theo dõi và phát hiện tội phạm tài chính và hỗ trợ truy tố tội phạm đó. Chính vì vậy là tất cả những công ty mà hoạt động được đăng ký dưới BVIFC thì luôn luôn phải minh bạch rõ ràng, vì đây họ có một chức năng là theo dõi và phát hiện tội phạm tài chính và họ truy tố cái tội phạm đó. Nên là chính vì vậy thì sao? Thì chúng ta không thể nói rằng là công ty được đăng ký với BVIFC mà làm ăn là gian dối, không có uy tín, đúng không ạ? Đó, đấy thì những cái chức năng, cái nhiệm vụ cốt lõi của BVIFC. Tuy nhiên thì nó có liên quan gì đến quỹ của chúng ta hay không? Đó, chúng ta hãy quay trở lại đây. Đây ạ. Đây, chúng ta hãy quay trở lại là cái quỹ của chúng ta đó là gì? RSH3 đây. Đó là gì đây ạ? Eurosrail Skyway System Holding 3 Limited, đúng không ạ? Chúng ta được viết tắt là RSH3 và tất cả trên cái giấy chứng nhận cổ phần của chúng ta ấy, đều có cái tên của công ty này, đúng không ạ? Vì cái công ty Eurosrail Skyway System Holding 3 này là nắm giữ là gì ạ? Là đơn vị nắm giữ 36,67% cổ phần của công ty GTI đấy, công ty mẹ đấy, và được gì ạ? Nhận từ Ulica Corporation là làm vốn điều lệ. 36,67% thì quý vị có thể lấy rằng là 36,67% nhân với 400,867,433,000 USD thì nó tương ứng với số cổ phần như vậy, thì nó sẽ ra cái lượng cổ phần của RSH3 nắm giữ. Và RSH3 này thì phát hành ra cho chúng ta gì ạ? Thì phát hành ra chúng ta 49% thôi. Đó. Và đây chúng ta thấy ạ, và giấy chứng nhận pháp nhân là 457B02AB91. Đây là cái số chứng nhận được đăng ký trên BVIFC. Quý vị hãy ghi lại cho Ngọc Bình. 457B02AB91. Và Ngọc Bình sẽ copy cái số này để kiểm tra trên gì ạ, dữ liệu của BVIFC có đúng hay không. Đấy, chúng ta nói thì chúng ta phải có được cái dẫn chứng như vậy. Và số đăng ký của công ty là 1998916. Thì Ngọc Bình sẽ copy cái số này, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng chuyển sang BVIFC. Và chúng ta hãy vào mục gì ạ? Chúng ta hãy vào mục xác minh chứng chỉ. Đấy, chúng ta hãy vào mục xác minh chứng chỉ. Đây ạ, và chúng ta sẽ dán nó vào đây. Đấy, quý vị thấy không ạ? Và đây, chúng ta thấy không ạ? Mã chứng chỉ là 457B02AB91. Đấy, chúng ta kiểm tra lại có đúng không ạ? Đây ạ, 457B02AB91 nhé. Chúng ta thấy đúng chưa ạ? Vâng, chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Và 457B02AB91, và chúng ta xác minh chứng chỉ cho cái mã này 457B02AB91 và chúng ta gửi đi. Ta lộp, đúng không ạ? Và ngay lập tức thì sao ạ? Chúng ta sẽ có, thì Ngọc Bình sẽ để lại tiếng Anh đấy. Chúng ta thấy không ạ? Khi mà chúng ta đã kiểm tra cái chứng chỉ ID này 457B02AB91 thì chúng ta ngay lập tức ra tên công ty chúng ta. Đó là gì ạ? Company, tức là số của công ty là 1998916. Thì quý vị có thấy đây đúng không ạ? Đây ạ, 1998916. Ok. Và tên công ty đây ạ, Eurosrail, đúng không ạ? Eurosrail Skyway System Holding 3 Limited. Và cái tên này nó sẽ ở trên cái giấy chứng nhận cổ phần của chúng ta. Nếu như quý vị các bạn đang có trên tay cái giấy chứng nhận cổ phần, cái bản màu vàng ấy, cái bản mà chúng ta gửi phí 10 đô ấy, để công ty gửi từ bên Nga về cho chúng ta ấy, thì chúng ta hãy ngay lập tức chúng ta dở ra, chúng ta ngay lập tức chúng ta xem có đúng không ạ? Tên của công ty Eurosrail Skyway System Holding 3 Limited và số công ty là gì ạ? 1998916. Được chưa ạ? Nếu chúng ta thấy ok thì chúng ta ok cho Ngọc Bình. Đó, rất là rõ ràng như vậy. Quý vị có thể là trên tay chúng ta đang có gì ạ? Đang có cái giấy chứng nhận cổ phần thì chúng ta hãy bỏ ra xem và kiểm tra luôn. Và tuy nhiên thì nhiều quý nhà đầu tư nói rằng ô, cái ông thao tác ở trên máy tính của ông biết thế nào, đúng không ạ? Vâng, thì tôi muốn kiểm tra trực tuyến thế nào. Đó, thì quý vị, một là chúng ta hãy tự mình kiểm tra theo cách của Ngọc Bình hướng dẫn. Hai là có một cái cách đây ạ, chúng ta hãy tải cái chứng chỉ này về. Đấy, nó rất là hay, đúng không ạ? Đây nhá, Ngọc Bình hướng dẫn này, chúng ta hãy tải cái chứng chỉ đây này, download này, download certificate này, tức là download cái chứng chỉ này về. Đây, Ngọc Bình sẽ tải về, tải về cho chúng ta để chúng ta có thể kiểm tra trực tuyến được, đúng không ạ? Vâng, Ngọc Bình đã tải về và
Đây ạ, Ngọc Bình mở ra chúng ta. Sau khi tải về đấy, đây là cái bản chứng nhận đúng không ạ? Và quý vị có thể tự mình chúng ta hãy kiểm tra bằng cách gì ạ? Đây chúng ta thấy không ạ? Aerospace Skyway System Holding 3 Limited và số công ty là gì đây ạ? 1998916. Và quý vị có thể là gì? Chúng ta hãy thấy cái mã ID kiểm tra chứng chỉ trên BVIFC ở đây. Và chúng ta ngay lập tức khi mà chúng ta có điện thoại thì chúng ta hãy mở ứng dụng Zalo lên và chúng ta hãy vào quét mã QR code. Và Ngọc Bình sẽ để đây cho chúng ta quét 1 phút đúng không ạ? Chúng ta hãy tự mình kiểm tra. Chúng ta hãy quét mã QR code vào mã này và chúng ta xem chúng ta có check được thông tin trên BVIFSC hay không, thì chúng ta tự mình thấy rằng là chúng ta kiểm tra kiểm chứng được có đúng hay không. Ok không ạ? Ngọc Bình để 1 phút. Tự chúng ta đúng không ạ? Tự chúng ta có thể mở Zalo lên, nếu chúng ta đã quét được thì chúng ta có thể là đánh chữ yes cho chúng ta để chúng ta cùng với Ngọc Bình chúng ta biết rằng là chúng ta đã kiểm tra được thông tin là hoàn toàn chính xác. Chúng ta kiểm tra đúng thì chúng ta đánh yes nhá. Đó, chúng ta quét Zalo đi ạ. Để nói rằng đây không phải ông Bình ông ấy tự làm ra đúng không ạ? Không phải ông Bình ông ấy hướng dẫn như vậy mà không đúng, nên là chúng ta tự mình kiểm tra được. Đó, chúng ta thấy đúng thì chúng ta hãy đánh chữ yes cho Ngọc Bình đi. Ok ạ. Đó là cách chúng ta đã kiểm tra được công ty của chúng ta. Skyway Capital trước kia nên là Skywalk Community. Và gì ạ? Thông qua quỹ này thì chúng ta đang sở hữu cổ phần của Aerospace Skyway System Holding 3 Limited. Tất cả gì ạ? Quý vị có thấy đúng không ạ? Hãy đánh yes cho Ngọc Bình để Ngọc Bình chuyển sang phần tiếp theo. Vâng, nếu mà chúng ta thấy đúng rồi hoặc là chúng ta có thể comment là đúng như vậy, chúng ta tự mình chúng ta có thể mở Zalo quét mã QR code và chúng ta hãy lưu lại cho mình cái mã 457B0AAB91. Đây là mã kiểm tra công ty của chúng ta được đăng ký trên BVIFC. Và xin nhắc lại rằng là BVIFC là Ủy ban Dịch vụ Tài chính của đảo Virgin thuộc Anh và đây là một cơ quan chính phủ. Và tại sao chúng ta được đăng ký tại đó? Vì tại đây thì chúng ta được là gì ạ? Được ưu đãi về thuế rất là nhiều. Một trong những cái công ty mà khởi nghiệp thì chúng ta thường phải tìm những nơi để đăng ký được ưu đãi thuế để tránh được những cái chi phí đầu ra nhiều, phải không ạ? Đó, thế thì ok thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Vâng, chúng ta thấy ok rồi thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đó thì rất là rõ ràng minh bạch như vậy và chúng ta đã kiểm tra được gì ạ? Tên của Aerospace Skyway System Holding 3 đây này. Trên BVIFC và số công ty là 1998916 đây rồi. Đấy. Quay trở lại tiếp theo thì chúng ta hãy đi kiểm tra công ty mẹ đúng không ạ? Công ty mẹ đó là GTI. Đó, GTI ở đây chúng ta được đây ạ. GTI là Global Transport Investment. Thì GTI này cũng được gì ạ? Cũng được đăng ký dưới BVIFC. Đây ạ, Global Transport Investment IC. Viết tắt là gì ạ? GTI. Là chủ sở hữu công nghệ Skyway, công ty đơn vị nắm giữ quyền sở hữu công nghệ Skyway, Global Transport Investment, sở hữu tài sản trí tuệ là gì ạ? Đây chúng ta thấy 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn. Và trên cơ sở phát hành ra một cổ phần là 1 đô. Đây cũng là cái câu trả lời cho chúng ta mà tại sao một cổ phần UST được định giá là 1 đô là như vậy. Chúng ta thấy không ạ? Vì chúng ta được gì? Được định giá về sở hữu trí tuệ với 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô trên cơ sở phát hành ra là một cổ phần là 1 đô. Đó nên là chúng ta thường được lắng nghe rất nhiều quý nhà đầu tư chia sẻ chúng ta là gì, cổ phần được giá trị định giá là gì, một cổ phần tương ứng 1 đô la là như vậy. Số đăng ký là gì ạ? 1778122 nhá. Đây ạ, số chứng thực đây ạ, Ngọc Bình sẽ copy 66D3F76933 này và Ngọc Bình sẽ copy cái mã đăng ký giấy này trên BVIFC xem là công ty mẹ đó là GTI, Global Transport Investment có được đăng ký tại đây hay không. Cũng giống như cách kiểm tra với công ty con Aerospace Skyway System Holding 3 vừa rồi đúng không ạ? Và chúng ta được đăng ký tại gì ạ? Trident Chamber PO Book 146 Rastau Totola BVI. Đấy chúng ta được đăng ký dưới BVI. Đấy, gì ạ? Quần đảo Virgin đấy.
Và đây chúng ta sẽ kiểm tra chứng chỉ cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ copy cái mã này vào để kiểm tra công ty mẹ. 66D3F76933, đúng chưa ạ? Và chúng ta quay trở lại đây có đúng không ạ? Đây ạ, 66D3F76933. Ngọc Bình copy cái mã này để kiểm tra cho chúng ta. Đó, 66D3F76933. Và chúng ta submit đúng không ạ? Chúng ta đi lộp, chúng ta tìm kiếm thông tin này. Và ngay lập tức gì ạ? Ngay lập tức thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có được tên công ty của chúng ta đây ạ. Số công ty 1778122. Chúng ta hãy kiểm tra ở đây có đúng không ạ? Đây ạ. Số công ty 1778122, quý vị thấy đúng chưa ạ? Đó, rất là chính xác nhá, 1778122. Tên công ty đây ạ. Company name ạ, tên công ty ạ, Global Transport Investment Inc. Đó, thì đây chúng ta thấy không ạ? Global Transport Investment Inc. Thế thì hoàn toàn là chính xác khi mà thông tin chúng ta đã kiểm chứng được trên gì ạ? BVIFC, trên Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Như vậy thì chúng ta đã nói rằng là gì? Công ty mẹ đấy. GTI cũng được đăng ký bởi BVIFC, và công ty con là gì? Eurosgreen Skyway cũng được đăng ký tại BVIFC. Và xin nhắc lại rằng là gì ạ? BVIFC nó là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Thế giới quần đảo Virgin Anh. Đây ạ. Đó, và gì? Đây là một cái cơ quan của chính phủ và có những cái chức năng rất là rõ ràng là bảo vệ người tiêu dùng cũng như là giám sát các cái hoạt động gọi vốn cũng như là các công ty hoạt động dưới BVI phải có năng lực tài chính lành mạnh rõ ràng. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Và cũng như vậy thì Ngọc Bình sẽ download chứng chỉ này về để chúng ta có thể cùng nhau quét mã QR code. Đó, đúng không ạ? Đây, chúng ta thấy không ạ? Đây là cái chứng chỉ Global Transport Investment Inc. Tên công ty là BVI, đúng không ạ? Số công ty là 1. Tên công ty là Global Transport Investment Inc. này. Số công ty là gì ạ? Số công ty là 1778122 này. Và chúng ta hãy cùng nhau quét mã QR code này. Đây ạ. Và chúng ta hãy cùng lưu cái mã này 66D3F76933. Đấy, chúng ta hãy cùng nhau dành một phút để dùng ứng dụng Zalo có phần quét mã. Chúng ta hãy quét vào đây để chúng ta xem thông tin của GTI có được thể hiện trên BVIFC hay không. Và đây cũng là một điều chúng ta thấy nói là chúng ta phải kiểm chứng được. Và nó cũng giống như là ví dụ là ở cái việc là chúng ta có cái bằng hay là cái giấy phép lái xe ô tô hay xe máy thôi. Chúng ta biết là bằng giả hay bằng thật ấy, thì chúng ta cũng phải gì phải kiểm tra được cái mã số của cái bằng của chúng ta trên website chính của cơ quan cấp phép giấy phép lái xe ở Việt Nam, đúng không ạ? Đấy thì nó cũng vậy thôi. Đây thì chúng ta cũng đã nói được là công ty của chúng ta đăng ký dưới BVIFC thì chúng ta phải gì ạ? Phải tra cứu được thông tin trên đó. Còn ngoài kia bảo là một vài cái công ty là tôi được đăng ký ở nơi này nơi kia, nhưng mà hãy cho tôi cái mã đăng ký của bạn ở trên cái website của họ có kiểm chứng được hay không, đúng không ạ? Đó là một điều chúng ta phải cần phải nắm rất là rõ. Còn ai nói cũng đơn giản, đúng không ạ? Ai nói cũng được, nhưng chúng ta kiểm chứng được hay không mới là một cái vấn đề khác. Đấy nên là Ngọc Bình thấy rằng là chúng ta phải có được những cái kiến thức, được cái cách mà chúng ta phải nắm chắc về pháp lý để chúng ta nói rằng là gì? Công ty của chúng tôi, công ty quỹ gọi vốn của tôi được đăng ký dưới BVIFC. Và BVIFC là gì? Là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin, và tôi có mã để gì ạ? Để kiểm tra kiểm chứng được. Cũng như là công ty mẹ đó là GTI cũng được đăng ký dưới BVIFC. Tôi cũng có mã để kiểm tra trên website của người ta, đúng không ạ? Đấy, phải kiểm tra trên website chính của BVIFC mà nó ra được số liệu. Đó, ok chưa ạ? Đấy, chúng ta thấy như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nếu chúng ta đã quét xong. Thì quý vị có thể comment cho Ngọc Bình con số 1 đi ạ. Để Ngọc Bình biết rằng là chúng ta đã quét xong. Vâng, chúng ta nếu mà chúng ta quét xong rồi mà nó chuẩn thì chúng ta hãy comment cho Ngọc Bình con số 1 để Ngọc Bình chuyển sang phần tiếp theo. Đây là một trong những cái phần vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Một phần vô cùng quan trọng. Ngọc Bình hôm nay thì sẽ chia sẻ với quý vị từ A đến Z, đúng không ạ? Từ A đến Z tất cả những cái điều pháp lý để chúng ta có thể là chúng ta tự mình kiểm tra và chúng ta yên tâm hơn. Một lần nữa thì chúng ta tự tin. Đó, một cái công ty rõ ràng minh bạch, một cái khoản tài trợ vốn của chúng ta phải cần phải nắm được những cái điều này. Ok không ạ? Rất là rõ ràng, minh bạch.
Ok, như vậy là chúng ta đã trải qua được những cái câu hỏi là tôi đầu tư vào đây như thế nào cho đúng, thì quý vị đã có câu trả lời rồi. Và tiếp theo thì chúng ta được bảo vệ bởi gì ạ? BVIFC và tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin của công ty của chúng ta, công ty quỹ cũng đã được đăng ký với BVFC, đó là công ty gì ạ? Aeron Skyway System Holding 3 và công ty mẹ là GTI Global Transport Investment thì cũng đã được chúng ta kiểm tra kiểm chứng được. Vâng. Quý vị chờ Ngọc Bình một chút để Ngọc Bình sạc pin để nói chuyện quý vị nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã kiểm tra kiểm chứng được đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra công ty Aeron Skyway System Holding 3 và trong tất cả các cái giấy chứng nhận cổ phần của chúng ta đều có cái tên này và đều được đăng ký với BVIFC cũng như là Global Transport Investment. Và tiếp theo ở đây thì Ngọc Bình sẽ hướng dẫn quý vị một trong cái điều vô cùng quan trọng là gì? À, chúng ta được biết rằng là về sở hữu trí tuệ ngài Anatoly Zhukin được định giá là gì? 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ. Nhưng điều này lấy ở đâu ra? Phải không ạ? Vâng, thì chúng ta hãy tiếp tục. Và vừa nãy thì chúng ta đã được biết rằng là được định giá với 1 đô la trên một cổ phần. Thì chúng ta hãy tiếp tục đúng không ạ? Chúng ta hãy vào gì ạ? Đương nhiên là chúng ta hãy vào trang của ngài Zuki rồi. Chúng ta hãy quay vào trang của ngài Zuki. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đó là trang yuritkai.engineer. Và trên trang chính của ngài Zuki này thì ở cái mục tìm kiếm, quý vị và các bạn, đây ạ, cái hình kính lúp đây ạ. Đấy, chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình con số 400. Chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình con số 400. Đấy, chúng ta chỉ cần đánh con số 400 ở cái mục tìm kiếm cái hình kính lúp ở đây này. Đấy, Ngọc Bình bôi đen đây này, ở trên cái góc phải của cái trang web này. Đúng không ạ? Chúng ta hãy đánh con số 400 để chúng ta đi tìm kiếm thông tin này. Và ngay lập tức khi mà chúng ta đánh con số 400 thì chúng ta có một thông tin. Đó, có một thông tin ở trên website của nhà sáng lập ngài Anatoly Zhukin vào ngày 22 tháng 5 năm 2013. Đây chúng ta thấy không ạ? 22 tháng 5 năm 2013 đã đăng tải một thông tin, đó là gì? Đó là gì? Đó là giá trị thị trường, đúng không ạ? Giá trị thị trường của các quyền độc quyền đối với tài sản sở hữu trí tuệ và bí quyết hệ thống vận tải đường sắt của kỹ sư Zhukin là 400 tỷ USD. Đây là họ viết chẵn là 400 tỷ, còn chính xác nó là gì? Chính xác đó là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ đấy. Thì ở đây chúng ta được một công ty, đó là công ty CVSC Hull Invest Audit là thẩm định. À, theo hợp đồng cung cấp dịch vụ số có tính phí O905 ngày 14 tháng 5. Đấy, chúng ta có một cái hợp đồng đối với công ty CVSC Hull Invest Audit vào ngày 14 tháng 5 năm 2013 được ký kết giữa gì ạ? Giữa Zuliki đây ạ, Ngọc Bình cho to lên để chúng ta cùng nhau đọc. Theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tính phí này, số O905 đây này. Ngày 14 tháng 5 năm 2013 được ký kết giữa Zuliki Anatoly Edorovic và công ty kiểm toán nhá. Đây là chúng ta có một công ty kiểm toán CGSC Hull Invest Audit. Như vậy là không phải là tự dưng mà công ty chúng ta, tập đoàn chúng ta nói rằng là cái bí quyết, cái sở hữu trí tuệ ấy, định giá là hơn 400 tỷ đâu. Chúng ta được một cái công ty kiểm toán độc lập, đó là công ty CGSC, Hull Invest Audit. Thẩm định viên đã đánh giá giá trị thị trường này. Chúng ta thấy không? Giá trị thị trường và đối tượng độc quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết công nghệ, đường sắt, vận tải Zhukin. Đấy, và theo kết quả nghiên cứu dựa trên thông tin nhận được và các giả định chung và đặc biệt được đưa vào và được định giá, chúng ta được nhớ rằng là ngày định giá của chúng ta là ngày 20 tháng 5 năm 2013 nhé. Nên quý vị có thể ghi vào là ngày 20 tháng 5 năm 2013 thì công ty tập đoàn chúng ta đã được công ty CGSC Hull Invest Audit đã thẩm định giá về sở hữu trí tuệ, về những văn bằng giả thưởng, những cái đánh giá về giá trị tiềm năng trên thị trường. Tài sản là 400 tỷ đúng không ạ? 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ. Và theo tỷ giá hối đoái ngân hàng liên bang Nga với cái đồng rúp thời điểm đó là gì? Là 12.000 tỷ 584 tỷ 471 triệu 411 nghìn. Đấy, đây là theo đồng rúp của Nga.
và nó tương ứng với 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ. Được chưa ạ? Và để biết thêm thì chúng ta có một cái báo cáo số O905 đây. Đấy, chúng ta thấy. Đây, chúng ta có một cái báo cáo số O905. Chúng ta hãy cùng nhau vào đây. Chúng ta có báo cáo số O905. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đây là báo cáo số O905. Và báo cáo của công ty CGSC O Invest Audit. Và đây chúng ta thấy không ạ? Và trên cái báo cáo này nó dài 158 trang. Đó, không phải là đơn giản mà chúng ta ra được con số 100... không phải đơn giản mà chúng ta ra được con số là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đâu. Nó dài hơn 100... Dài 158 trang về tất cả những cái yếu tố liên quan đến đây. Nó phải... Tức là nó phải hình thành nên được những cái giá trị tài sản như vậy để định giá như vậy, chứ không phải tự dưng mà nói lên được một con số là hơn 400 tỷ. Cái điều đó không có, đúng không ạ? Và cái điều này thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đây ạ. Đấy, chúng ta thấy không ạ? 400 tỷ đây ạ, 867 triệu. Nó giấu đây là một cái bảng tổng. Đó. Còn ở dưới nó rất là nhiều những cái lặt vặt nhỏ nó công lại. Nó giống như là một cái bảng khái toán, cái dự toán lên đấy. Ai trong cái lĩnh vực về dự toán, kiểm toán thì chúng ta mới hiểu được điều này rất là rõ, và quý vị cũng không cần quá phải tìm hiểu sâu là tại sao nó lên được 400 tỷ như vậy. Vì đây nó là được đánh giá bởi một công ty rất là uy tín, hơn 20 năm làm việc thành công ở Nga. Và để chúng ta biết được uy tín hay không thì chúng ta thấy có website của công ty để lại đây. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra website này. Đây ạ. Đây là website của công ty www. Đây là bình phóng to quý vị nha. Đó, công ty Home Invest Audit này rất là rõ ràng đây này. Có, đấy, có rất là rõ ràng, có địa chỉ ở Moscow đây này. Và website của họ đây ạ. www.2audit.ru này, chúng ta hãy cùng vào website này. Rất là rõ ràng phải không quý vị? Đấy, đây là website, và website này vẫn đang hoạt động. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu công ty này, là công ty thẩm định cho quyền sở hữu trí tuệ ngài Ski là hơn 400 tỷ như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công ty này. Đây, chúng ta thấy không ạ? Rất là rõ ràng này. Về chúng tôi này, nhóm các công ty Home Invest Audit bao gồm công ty LLC kiểm toán Home Invest Audit. Đấy, chúng ta đây là công ty Home Invest Audit. À, CGSC đấy, là công ty kiểm toán thẩm định. Và công ty được đưa vào danh sách các nhóm công ty. Đây ạ. Công ty được đưa vào danh sách các nhóm công ty tư vấn và kiểm toán lớn nhất ở Nga, được dựa trên bảng xếp hạng thực hiện bởi các cơ quan xếp hạng khác nhau. Đấy, như vậy thì chúng ta nói rằng là với việc thẩm định giá là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ cho sở hữu trí tuệ của ngài Anatoly Zhivkin là hoàn toàn, thứ nhất là có cơ sở bởi công ty Home Invest Audit, đó, công ty CGSC, đó, Home Invest Audit đã thẩm định và đánh giá, và đây là một công ty lớn nhất, được đưa vào một trong những công ty lớn nhất ở Nga, và hơn 20 năm làm việc thành công. Chúng ta thấy một trong những công ty mà lớn nhất ở Nga này làm việc 20 năm thành công, và hiện nay nó rất là phát triển. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể rằng là các số liệu về thẩm định bí quyết công nghệ đường dây của ngài Zhivkin là hơn 400 tỷ là hoàn toàn là gì ạ? Chính xác và có cơ sở. Đấy, thì đây là một cái câu trả lời cho tất cả quý vị các bạn là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ lấy ở đâu ra? Được chưa ạ? Chúng ta rất là rõ ràng như vậy nha quý vị. Rất là rõ ràng là chúng ta đã biết, và đây là những cái giấy chứng nhận về công ty Home Invest Audit đây, CGSC họ rất là nhiều những cái chứng nhận bằng giải thưởng văn bằng rất là nhiều đây của Nga đấy, được đưa vào là một trong những công ty lớn nhất ở Nga, hơn 20 năm làm việc thành công, chúng ta thấy không ạ? Và công ty này đã thẩm định cho bí quyết công nghệ đường dây là hơn 400 tỷ. Và cái hơn 400 tỷ này thì theo một cái video của ngài Zhivkin nói rằng là đây chỉ là một phần cái sở hữu những phát minh của ngài Zhivkin thôi. Ngài không muốn đưa tất cả vào những cái sở hữu này, thì sợ những cái cơ quan đăng ký hoảng sợ vì nó lớn quá. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Và ngày hôm nay như vậy là quý vị đã biết cách là chúng ta tự tin trả lời cho tất cả những ai quan tâm là tại sao công nghệ của chúng ta được thẩm định, được đánh giá với bí quyết công nghệ đường dây, về bí quyết độc quyền công nghệ đường dây là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ và lấy ở đâu ra, và cơ quan nào, đúng không ạ? Cơ quan nào đã thẩm định, thì xin thưa rằng là chúng ta, thứ nhất là thông tin của chúng ta được lấy trên website của nhà sáng lập
ngài Anatoly Zhivkin. Vâng, chúng ta được lấy trên website. Cái thứ hai nữa là công ty được thẩm định cho chúng ta là một trong những công ty lớn nhất ở Nga, có hơn 20 năm làm việc thành công. Đó là công ty CGSC Hull Invest Audit. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đây, chính là công ty CGSC Hull Invest Audit. Và bài viết này được đăng tải vào ngày 22 tháng 5 năm 2013. Đấy, 22 tháng 5 năm 2013 trên website của nhà sáng lập đã công bố. Chúng ta chỉ cần vào chúng ta chỉ cần vào mục tìm kiếm, đúng không ạ? Đấy, chúng ta, Ngọc Bình xin nhắc lại, chúng ta chỉ cần vào mục tìm kiếm, chúng ta gõ con số 400 tỷ. Đó, chúng ta gõ cho Ngọc Bình con số 400 tỷ là được. Đây ạ, chúng ta chỉ cần gõ con số 400, đúng không ạ? Số 400 là chúng ta hoàn toàn có thể tìm được thông tin này. Đó, chúng ta tìm được thông tin này ngay. Lập tức thì nó có bài viết như thế này. Đấy, chúng ta dịch ra tiếng Việt. Rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và chúng ta đều có được những cái cơ sở để nói rằng là gì? Là bí quyết vào ngày 20 tháng 5 năm 2013 đã được thẩm định giá. Từ năm 2013 chúng ta đã được thẩm định giá 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ. Chúng ta rõ ràng chưa ạ? Ok, chúng ta rất là rõ rồi. Thì Ngọc Bình xin chuyển sang phần tiếp theo, đúng không ạ? Đây là một trong những cái pháp lý rất là quan trọng. Đó là tại sao nói là chúng ta được là hơn 400 tỷ là phát hành ra tương ứng với 1 đô la trên một cổ phần là như vậy đấy ạ. Rất là rõ ràng, minh bạch rồi. Vâng, cái tiếp theo nữa, một trong những cái điều mà chúng ta quan tâm đó là gì? Và Ngọc Bình sẽ đóng lại những cái trường này để chúng ta có thể là chuyển sang cái phần khác nữa. Vâng, rất là rõ ràng. Chúng ta được bảo vệ bởi BVIFFC này. Rồi là gì ạ? Chúng ta được định giá sở hữu trí tuệ hơn 400 tỷ này, thì chúng ta đã tìm kiếm được rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với một phần nữa, đó là gì? Là chúng ta được cấp mã định danh chứng khoán ISIN như thế nào? Và chúng ta được nói rằng là mã ISIN là mã định danh chứng khoán quốc tế. Một công ty mà muốn niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế thì chúng ta phải có mã ISIN. Và mã ISIN là mã duy nhất. Đó, còn mã chứng khoán thì sẽ có thể là một công ty có thể niêm yết trên 2-3 sàn chứng khoán thì sẽ có 2-3 các mã chứng khoán khác nhau, nhưng mã ISIN là duy nhất thì chúng ta đã được cấp mã ISIN. Và cấp mã ISIN này thì tất cả các cái thông tin thì chúng ta cũng đã được chúng ta cũng đã được đăng tải trên website của nhà sáng lập. Và chúng ta hãy cùng vào website nhà sáng lập, chúng ta cùng vào trang ulisky.angelia. Đấy, chúng ta nhớ nhá, đây là website nhà sáng lập, chúng ta hãy cố gắng là ghi nhớ đó, ulisky.angelia. Đúng không ạ? Website nhà sáng lập ở đây. Và chúng ta thấy trong cái mục blog đã lưu trữ những thông tin từ những năm 1966 đây này, chúng ta thấy không ạ? Đây ạ, chúng ta thấy không ạ? Mục blog đây ạ. Đấy, lưu trữ thông tin từ những năm 1966. Trong mục blog đã lưu trữ những thông tin từ những năm 1966 đến năm 2023. Đấy, quý vị thấy đâu là lịch sử của tập đoàn chúng ta đã có rất là lâu rồi, từ những năm 1966, năm 1977 những thông tin đã có rồi. Ngài Zhivkin đã dành cả cuộc đời, đúng không ạ, để đưa ra công nghệ này. Và chúng ta thấy đã lưu trữ những thông tin từ những năm 1966 ở đây này. Đấy, chúng ta thấy từ những năm 1966. Và những năm 66 thì có một cái thông tin thì quý vị cũng thấy rất là hay, đó là ngài Anatoly Zhivkin đã nhận được một cái văn bằng giải thưởng cho học sinh lớp 10 đó, về cái bệ phóng tên lửa mô hình hoạt động đó. Đây là cái chứng nhận của ngài Zhivkin từ những năm mà ngài còn học lớp 10 đã phát minh ra được cái tên lửa đẩy đấy, mà trong đó có để con chuột ở trong đó, và khi mà tên lửa phóng lên mà con chuột nó hạ xuống mà vẫn không sao đấy, thì đây đã trao giải thưởng cho học sinh lớp 10 từ những cái năm 1966. Nên chúng ta thấy rằng là ngài Anatoly Zhivkin là rất là tài năng, là một thiên tài ngay từ lúc nhỏ rồi, đam mê về những cái khoa học tên lửa. Và sau này khi mà ngài phát hiện ra là những cái việc phóng tên lửa sẽ gây nguy hại cho trái đất, thì ngài đã chuyển sang nghiên cứu những lĩnh vực thân thiện môi trường, như Spaceway hay là công nghệ đường dây dây. Đấy, chúng ta hình dung. Vâng, thì chúng ta không đi sâu về phần này, thì chúng ta hãy quay trở lại vào mục blog. Chúng ta hãy cùng vào năm 2015. Đấy, chúng ta hãy tìm kiếm thông tin vào năm 2015 cho Ngọc Bình nhé. 2015.
chúng ta đang đi tìm kiếm mã ASIN mà. Thì vào tháng 9 năm 2015 thì chúng ta sẽ có thông tin về mã ASIN, đó là mã định danh chứng khoán quốc tế. Tháng 9 năm 2015, ngày mùng 3 tháng 9 ấy, chính xác là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2015, chúng ta có một bài viết đây ạ. Đây ạ, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2015. Đó. Mã quốc tế cho cổ phần nhóm công ty Skyway. Xin nhắc lại là công ty này là tên cũ của chúng ta đúng không ạ? Đương nhiên là các dữ liệu vẫn phải lưu trữ tên cũ rồi. Và chúng ta thấy là chúng tôi thông báo cho các bạn về giai đoạn phát triển của nhóm công ty. Chúng tôi muốn lưu ý rằng công việc của dự án đang được thực hiện không chỉ ở Cộng hòa Beirut và trong văn phòng thiết kế, chúng tôi đã và đồng hành chuẩn bị các cái điều kiện cổ phiếu công ty để đăng ký trên sàn giao dịch chứng khoán. Gần đây, đây là chúng ta đã cơ quan đánh giá quốc gia tổ chức ISIN đã cấp cho công ty Eurogreen Skyway System nắm giữ mã chứng khoán quốc tế ISIN. Và chúng ta được biết là gì ạ? ISIN là tổ chức cấp mã định danh chứng khoán quốc tế. Để chúng ta được lên sàn chứng khoán quốc tế thì phải có mã ISIN. Và chúng ta lưu ý là mục đích của việc gắn mã định danh là nhận dạng hóa chứng khoán của tổ chức và các công cụ tài chính trong hệ thống duy nhất và phổ biến dữ liệu này cho những người tham gia thị trường. Mã nhận dạng quốc tế mô tả chứng khoán được tiêu chuẩn hóa, được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực. Đấy, chúng ta đến vào mã ISIN của chúng ta là gì? VGG3222291094. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ? Sao chép cái mã này. VGG3222291094. Và Ngọc Bình sẽ copy mã này để kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ISIN có đúng hay không. Giống như Ngọc Bình đã chia sẻ rồi, chúng ta nói nhưng chúng ta phải kiểm tra được thông tin trên website chính thức, đúng không ạ? Và Ngọc Bình sẽ kiểm tra mã này trên isin.org. Đấy, chúng ta thấy đây là website isin.org. Đây là gì ạ? Đây là website tổ chức cấp mã định danh chứng khoán quốc tế ISIN. Và trong đây thì chúng ta hãy cùng vào cơ sở dữ liệu ISIN này. Và chúng ta hãy cùng tìm kiếm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gán mã VGG vào đây. Đó, quý vị thấy không ạ? VGG3222291094 và chúng ta đi tìm kiếm kết quả. Và khi mà chúng ta tìm kiếm kết quả, và thì đương nhiên là khi chúng ta phải đăng nhập, đúng không ạ? Chúng ta phải đăng nhập tài khoản vào đây. Để mà kiểm tra cái mã ISIN này thì quý vị phải có cái tài khoản ISIN. Và tài khoản ISIN này thì hoàn toàn là miễn phí để cho chúng ta tra cứu thông tin. Và Ngọc Bình đã đăng ký cái tài khoản ISIN cho Ngọc Bình. Và chúng ta hãy tìm kiếm mã VGG3222091094 và tìm kiếm. Đây ạ, thì chúng ta sẽ có ngay kết quả gì? Đây, khi mà chúng ta tìm kiếm Eurosren Skyway System Holding Limited, mã VGG3229194 và được thì đăng ký bởi quốc gia BVI. Đấy, rất là rõ ràng như vậy. Và ISIN này là một tổ chức cấp mã định danh cho rất là nhiều các công ty lớn. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là Microsoft hay là Google, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy không ạ? Hay là Apple. Đó, đây là mã ISIN đúng không ạ? Chúng ta có tìm kiếm vào cơ sở dữ liệu ISIN. Đấy, Ngọc Bình xin nhập lại cho chúng ta đúng không ạ? VGG3222291094 để chúng ta hoàn toàn tra cứu thông tin này nhé. Quý vị lưu ý rằng nữa, VGG3222291094 chúng ta đi tìm kiếm. Và gì ạ? Chúng ta có thông tin Eurosren Skyway System Holding Limited, được chưa ạ? Rất là rõ như vậy. Và ở đây là gì ạ? Đây là chúng ta thấy là ở trên website của nhà sáng lập chúng ta đã được gì ạ? Công bố đấy ạ, mã ISIN VGG3222091094. Đó. Ok đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã được cấp mã định danh chứng khoán ISIN. Và mã ISIN là mã duy nhất cho để gì ạ? Một doanh nghiệp để chuẩn bị hay một công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế thì mã ISIN là mã duy nhất. Còn mã định danh mã chứng khoán thì có thể là một hai mã, vì nếu như công ty đó niêm yết trên các sàn nào thì sẽ gì ạ? Sẽ có được mã chứng khoán sàn đó. Và như vậy thì chúng ta đã biết rằng về cái cơ sở cho chúng ta chứng minh rằng định giá
hơn 400 tỷ của ngài Anatoly Zhukin về bí quyết công nghệ đường dây dây cũng như là các phát minh khoa học của ngài như thế nào? Chúng ta đã kiểm tra được cũng như là gì ạ? Chúng ta được kiểm tra về mã định danh chứng khoán iSIN. Và điều cuối cùng thì Ngọc Bình muốn chia sẻ rằng là một doanh nghiệp, một công ty có uy tín, minh bạch, rõ ràng hay không? Đó là gì? Quý vị có thể comment được ạ. Chúng ta thấy cái điều cuối cùng chúng ta cần quan tâm đó là gì ạ? Chúng ta được biết là lợi nhuận lấy từ đâu ạ? Lợi nhuận thì đương nhiên là phải lấy từ doanh thu trừ đi chi phí, đúng không ạ? Thì chúng ta mới ra được lợi nhuận. Và một doanh nghiệp, một công ty có uy tín, có rõ ràng, minh bạch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh hay không, có biết được là lợi nhuận như thế nào, doanh thu như thế nào, thì không phải đơn giản là chúng ta nói là được. Chúng ta phải thể hiện qua gì ạ? Quý vị có thể comment đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải thể hiện qua điều gì để chúng ta có thể biết được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó trong một năm? Chúng ta comment cho Ngọc Bình đi ạ. Vâng, chúng ta comment đi ạ. Vâng, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, đó là chúng ta phải có báo cáo kiểm toán tài chính, đúng không ạ? Vâng, thì tập đoàn UT, vâng, thì chúng ta đã bước sang năm thứ 9 của quá trình gọi vốn và chúng ta đã có 8 năm kiểm toán. Và vừa rồi thì chúng ta đã có thông tin về báo cáo kiểm toán tài chính trong năm 2022 và chúng ta đã có lợi nhuận dương rồi, đúng không ạ? Đâu đó là hơn 1,2 triệu đô, một con số mà Ngọc Bình đã phân tích trong live stream ngày hôm qua rồi. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trên website của công ty. Đó, chúng ta hãy vào website của công ty, đó là gì ạ? Chúng ta biết rằng gì ạ? Đó là chúng ta hãy vào Wikipedia, đúng không ạ? Đây là bách khoa toàn thư. Đó, Ngọc Bình sẽ hướng dẫn quý vị như vậy để chúng ta biết rằng nguồn, đúng không ạ? Chúng ta đánh Skyway Group và chúng ta sẽ kiểm tra trong công ty kỹ thuật. Đây ạ. Ulitsky.com. Đấy, và giao diện của nó hiện nay là gì ạ? UST.ILC. Đây, và tất cả những thông tin thì chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên trang này. Hoặc là và trang Usky Transport, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những thông tin ở đây, ví dụ như là ngày hôm qua, ngày mùng 4 tháng 5 này, và ngày hôm nay thì sao ạ? Đấy, ngày hôm qua mùng 4 tháng 5 có thông tin là trình bày tối ưu hóa đấy. Những cái thông tin chúng ta hãy kiểm tra ở đây. Tuy nhiên thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra thông tin, chia sẻ thông tin, mà chúng ta hãy cùng vào phần gì ạ? Chúng ta hãy vào phần công ty. Đây, Ngọc Bình xin nhắc lại, để xem được những cái báo cáo kiểm toán thì chúng ta hãy vào mục công ty. Chúng ta hãy vào chứng nhận và trách nhiệm giải trình, được chưa ạ? Công ty này, chứng nhận và trách nhiệm giải trình. Đó, chúng ta thấy đây là những chứng nhận rất là nhiều, phải không ạ? Đó, những chứng nhận của công ty chúng ta. Ulitsky Chain Technology, phát triển cơ sở hạ tầng vận tải UT, rất là nhiều những cái tiêu chuẩn chứng nhận phù hợp. UT được chứng nhận bởi gì ạ? TUV, rồi rất là nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng. Đó, chúng ta được gì ạ? Chứng nhận bởi TUV này, nhiều chứng nhận. Chúng ta được gì ạ? Công nhận là một tổ chức khoa học vào ngày 20 tháng 4 này, năm 2022. Đó. Và đây chúng ta quan tâm đây ạ, kiểm toán. Chúng ta có những kiểm toán. Và kiểm toán mới nhất chúng ta đã được đăng tải, đó là gì ạ? Ý kiến kiểm toán của năm 2022. Đấy, chúng ta thấy đây là những cái kiểm toán vừa được công bố trên trang chính của công ty rồi. Filer Expedia, đúng không ạ? Beirut. Đó, đây là những cái kiểm toán chính. Và quý vị cũng đã được phân tích kiểm toán này rồi thì Ngọc Bình sẽ không phân tích lại nữa. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đây là những cái lợi nhuận đây này. Chúng ta thấy lợi nhuận của chúng ta này. 3.165.000 này ạ. 3.165.000 giúp đấy. Thì nó tương ứng với khoảng là 1,2 triệu đô la Mỹ. Đây là những lợi nhuận dòng. Đấy, chúng ta được. Và năm 2021 là chúng ta đang âm, đúng không ạ? Thì năm nay chúng ta đã dương rồi. Chúng ta đã có lợi nhuận dương rồi. Đó, đấy là báo cáo kiểm toán thì chúng ta hoàn toàn được kiểm tra trên trang chính của công ty, đúng không ạ? Và đây thì Ngọc Bình xin lưu ý rằng là chúng ta có được những năm kiểm toán, ví dụ năm 2021, năm 2019, năm 20, đúng không ạ? Năm 21 chúng ta được BDO. Đấy, quan trọng chúng ta đã được những đơn vị kiểm toán quốc tế này, BDO kiểm toán cho năm 2021. 22, đấy 21-22 BDO. Và BDO là gì ạ? BDO Global, đó là công ty kiểm toán đứng thứ 5 trên toàn cầu. Đấy, chúng ta thấy không ạ? BDO là công ty kiểm toán đứng thứ 5 trên toàn cầu. Nó chỉ sau 4 cái công ty lớn, đó là nhóm Big Four thôi. Và BDO đây thì đã kiểm toán cho UST. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn thấy những cái số liệu
con số được BDO kiểm toán thì hoàn toàn đáng tin cậy, phải không ạ? Một công ty lớn như vậy mà. Và chúng ta muốn biết BDO như thế nào thì chúng ta chỉ vào Google, chúng ta đánh chữ BDO Global thôi. BDO, đúng không ạ? Global. Đó. Công ty kiểm toán toàn cầu đây, chúng ta thấy không ạ? Đây ạ. Công ty BDO, đúng không ạ? Là một mạng lưới quốc tế bao gồm công ty kế toán, thuế tư vấn và tư vấn kinh doanh. Đấy, chúng ta thấy. Và chúng ta xem cái nguồn của Wiki nói gì về BDO này. BDO thành lập năm 1963 và doanh thu 12,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Ôi, đây là đã tăng rồi đấy ạ. Đấy, doanh thu đã tăng và BDO là đứng thứ 5, mạng lưới đứng thứ 5 đấy, trên toàn cầu. BDO viết tắt của Binder Risker Otter là một mạng lưới quốc tế bao gồm công ty kế toán, thuế, tư vấn kinh doanh, dịch vụ chuyên nghiệp dưới tên BDO. Đây là mạng kế toán lớn thứ 5 trên thế giới, chúng ta thấy không ạ? Mạng lưới lớn thứ 5, đây ạ, lớn thứ 5 trên thế giới nha, quý vị thấy nha. Như vậy là BDO kiểm toán cho OIT 2021-2022 đúng không ạ? 2020-2021, đó, thì BDO kiểm toán. Như vậy chúng ta thấy, đây ạ, BDO. Và BDO có mặt ở 167 các quốc gia. Hoàn toàn có thể chúng ta yên tâm thấy rằng là một trong những cái số liệu minh bạch rõ ràng, công ty OIT của chúng ta đã được kiểm toán bởi BDO. Đó, rất là nhiều đã. Báo cáo kiểm toán BDO năm 2020 này. 20 kiểm toán BDO, 21 kiểm toán BDO. Chúng ta có 35 kiểm toán quốc tế rồi. Đó, đây là báo cáo kiểm toán BDO 2021 đúng không ạ? Thì kết quả báo cáo 21 thì nó đang kiểm toán cho năm 2020, phải không ạ? Đó, BDO đấy ạ. Và có chi nhánh trên 167 các quốc gia. Quý vị thấy không ạ? Rất là rõ ràng minh bạch như vậy. Vâng, đấy là những cái thông tin mà chúng ta có thể kiểm tra về việc là có rõ ràng minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn OIT không, hay là của bất kể một công ty nào. Nếu nói với chúng ta rằng là chúng ta hoạt động minh bạch rõ ràng thì kiểm toán của bạn đâu, đúng không ạ? Bạn đã có kiểm toán chưa? Kiểm toán nào có uy tín hay không? Có minh bạch hay không? Kiểm toán có tên tuổi hay không? Ví dụ OIT chúng ta đã bước sang năm thứ 8 kiểm toán, chúng ta đã có 3 năm quốc tế và 5 năm trong nước. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Một trong những công ty kiểm toán đứng thứ 5 trên toàn cầu đó là BDO đã kiểm toán cho OIT, thì tất cả thể hiện một điều rằng là Yuritsky Trinh Technology, tập đoàn Yuritsky của chúng ta ấy, thì luôn luôn rất là rõ ràng, luôn luôn rất là minh bạch trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, để từ đó có một cái lộ trình, có hướng đi rất là chắc chắn để giúp cho các cái sự phát triển, đúng không ạ, của công ty đến ngày hôm nay rất là lớn mạnh rồi. Chúng ta đã có rất là nhiều các cái đơn hàng hợp đồng thương mại rồi, đặc biệt là ở thị trường của UAE, thị trường của Trung Đông đấy, và hiện nay thì Ấn Độ này, rồi Indonesia và các cái quốc gia khác cũng quan tâm rất là lớn, như là Italia, đúng không ạ, hay là Séc, hay là gì ạ, ở tất cả các cái quốc gia như là Peru đó, rất là nhiều các cái truyền thông uy tín, rồi những cái báo chí uy tín như là CNN hay là truyền hình Tokyo, hay rất là nhiều những cái thông tin đã được đăng tải để cập nhật về một cái công nghệ mới. Và gần đây thì chúng ta thấy rằng là các quý nhà tài trợ vốn cũng đưa một video cũng rất là thú vị ở Trung Quốc, đúng không ạ, cũng đang nói về cái công nghệ OIT vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó, chúng ta yên tâm. OK, như vậy là ngày hôm nay thì Ngọc Bình cũng đã chia sẻ cho quý vị về từ A đến Z về pháp lý trong một cái thời lượng nó không dài, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu cơ bản và chúng ta đã biết cách kiểm tra check pháp lý như thế nào. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn thao tác kỹ hơn thì sau live stream chúng ta muốn rõ ràng thì có thể là inbox liên hệ với Ngọc Bình. Ngọc Bình sẽ hướng dẫn lại quý vị. Và chúng ta thấy qua cái việc mà Ngọc Bình chia sẻ thì chúng ta có thể tự tin với những cái khoản tài trợ vốn của mình, đúng không ạ? Vì OIT đang hướng tới một công ty lĩnh vực về giao thông vận tải thông minh trên toàn cầu, sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần về giao thông trên toàn thế giới. Và chúng ta là một trong những nhà tài trợ vốn sớm trước IPO, có nghĩa là khi mà công ty của chúng ta đang ở dạng kín, đang ở dạng gì ạ? Đang ở dạng cho chúng ta tài trợ góp vốn để sở hữu cổ phần dưới dạng hợp đồng vay chuyển đổi. Chúng ta lưu ý vậy, thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng crowdfunding, và nguồn tiền của chúng ta đã đi về đúng nơi đúng chỗ. Và bằng chứng là chúng ta đã có rất là nhiều những cái kết quả đạt được. Và đặc biệt hơn thì các cổ đông cũng đã trực tiếp sang tận nơi, tận
tay sờ vào những cái con tàu và ngồi trải nghiệm. Và Ngọc Bình cũng vậy, cũng đã được sang tận nơi vào tháng 3 năm 2022 tại Sharjah, tại Dubai, đúng không ạ? Và tất cả nó rất là rõ ràng như vậy rồi. Còn cái việc của chúng ta nhìn nhận đánh giá như thế nào, đó là góc nhìn của mỗi chúng ta. À, chúng ta có đón nhận cơ hội này hay không là việc của chúng ta. Công nghệ nó vẫn diễn ra, đúng không ạ? Vì thực tế nó là như vậy, nhưng mà nó vẫn diễn ra, chúng ta như thế nào không thể thay đổi được. Nó gọi là tất yếu rồi, nó là xu thế tất yếu rồi. Và thế giới sẽ hướng tới được những lĩnh vực về giao thông thân thiện môi trường, chắc chắn là sẽ phát triển. Và chúng ta đang là một trong những nhà tài trợ vốn đi đầu, tài trợ vốn sớm, thì đương nhiên chúng ta sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Vâng, quyết định là ở phía quý vị các bạn thôi. Còn thông tin nó rất là rõ ràng rồi, chúng ta tin hay không tin là việc của chúng ta. Nó vẫn diễn ra như vậy, nó rất rõ ràng về sản phẩm, về nhà sáng lập, về pháp lý ngày hôm nay Ngọc Bình đã chia sẻ chúng ta rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Và một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã dành những cái thời gian rất là giá trị, thời gian quý giá của quý vị cho livestream này. Và một lần nữa xin chúc quý vị một ngày thật là tuyệt vời, chúng ta có thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Và chúng ta không quên hãy ủng hộ Ngọc Bình qua các livestream cũng như là gì ạ, trên kênh YouTube. Nếu chúng ta chưa đăng ký kênh YouTube thì hãy nhanh chóng đăng ký kênh YouTube để cập nhật những thông tin chính xác hay những cái livestream. Và Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những livestream tiếp theo. Và xin chào, bye bye.